Quần đi tiểu cho nam và nữ, cho người liệt và yếu đi lại khó khăn. Quần được mặc dễ dàng, có đai dán và cúc cài rất chắc chắn. Chất liệu quần làm bằng vải và silicone mềm, giúp người sử dụng thoải mái, không bị bí và khó chịu. Mọi người quan tâm nhắn tin cho mình nhé.